Xin kính chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Số điện thoại của mình là 0915 434 973 anh em nha. Hôm nay giới thiệu anh em vài cái bình xăng của Quay 110 Thái nha anh em. Đây, trước mặt anh em là bình xăng combo bình xăng của Quay 110 Thái nha. Thì bình này nó sẽ có đầy đủ là bình xăng con này, bô e này, co xăng và xá xị nha anh em. Đó, thì một bộ đầy đủ như vậy cho anh em luôn. Anh em chúng ta mua về có thể gắn trực tiếp vô, không cần phải làm gì hết ha. Gỡ bộ cũ ra gắn bộ mới này vô là bao anh em gan ti thì thầm nha. Bình bao ok, bao ngọt, bao mặn nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em thử một bình trước nha. Đây. Đấy. Đây nè. Bô e của cái Quay 110 này nó cũng sẽ khác một số chỗ so với lại bô e của Future 110 nha anh em. Thì một vài bữa nữa mình sẽ có cái video so sánh cái hai cái bô e này cho anh em xem ha, để anh em tránh cái tình trạng chúng ta mua lộn, chúng ta về chúng ta gắn nó không có khớp ha. Đó. Có xăng của 110 là KFLA này nha anh em. Đấy, nó hơi xéo nhẹ nha, nó hơi xéo nhẹ một tí ha. Còn với cái co của Future 125 á anh em là nó xéo xẹo qua luôn ha, hay là RS. Đó. Đây. Bình rất là đẹp nha anh em. Đây, xá xị đầy đủ luôn cho anh em nha. Anh em mua xá xị anh em nhớ phải có cái kiều này nha anh em. Đó, có cái vòng cao su này nha. Thì tùy đời nó sẽ có cái vòng đó là cao su hoặc là vòng sắt thì tùy nha. Rồi. Đây, quay hết ốc này kia là phải còn đẹp nha anh em. Bình xăng con là bao anh em là bên mình bán bình xăng con cho anh em là bình đẹp, ốc này kia còn đẹp hết, chưa có bị vặn chết tre ra nha anh em nha. Đó, anh em mua về chúng ta sử dụng bao cho anh em luôn, khi mà gửi hàng cho anh em là có ký tên đầy đủ cho anh em nha. Anh em về là cứ việc sử dụng bao cho anh em là không có chảy xăng ha, không bị hụp đấy, zin hết, không có bị thay hay là bị xoáy mô tô gì hết đó nha anh em nha. Đó, còn những bình nào mà anh em mua cần cái bình tốt nhưng mà giá rẻ hơn thì cũng có thể liên hệ mình nha. Có một số loại bình khác như Quay Alpha hay là Rim thì cũng sẽ có giá hỗ trợ giá ok cho anh em ha. Rồi anh em nào mua bình xăng của Quay 110 Thái thì có thể liên hệ với Đạt nha anh em nha. Số điện thoại của mình 0915 434 973 anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem video clip này nha. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo nha.